ruột đó, anh chết 25 tuổi á, anh theo anh hoài à. Theo quá hả? Anh ruột hả? Cái theo. Dông á. Cái vong hả? Sao chị biết? Vô người ta tại người ta biết. Người ta trí vậy hả? Mà thì không hết. Trí không hết hả? Anh ruột yếm luôn. Anh ruột yếm? Không gỡ kim không anh. Gỡ kim hả? Kim ở đâu? Trong hột gà. Trong hột gà hả? Là chỗ nào? Ở tầm ơn dạy F2. Xin chào các bạn, hôm nay thì mình được nghe mọi người giới thiệu đến mình một cái hoàn cảnh của hai vợ chồng khờ các bạn ở trong cái căn chòi ở đây này các bạn. Cho nên hôm nay mình ghé mình thăm thử về cái hoàn cảnh của hai vợ chồng khờ. Nghe đâu thì hai vợ chồng có được hai đứa con, một đứa thì bị té mới mất. Còn hai vợ chồng bây giờ là sống trong cái chòi rách nát ở bên cái bờ hồ này các bạn, bờ ao này. Này mình đang may cái gì đây anh? Dạ. Cái này mình may cái gì đây? May ngủ ngoài đó, ngủ đây không có được. Sao ngủ trong đây không được? Nhà lạnh tanh mà anh ơi. Lạnh tanh nhá hả? Sao vậy? Cuộc đó anh chết 25 tuổi á, anh theo anh hoài à. Theo quá hả? Anh ruột hả? Cái dông á. Cái vong hả? Sao chị biết? Vô người ta tại người ta biết. Người ta trí vậy hả? Mà thì không hết. Trí không hết hả? Là anh theo ở trong nhà luôn? Nhỏ ngủ không được. Là bé đây ngủ không được hả? Tối nó quấy à? Nó quậy. Mà cha mẹ xanh lét luôn. À, có nghĩa là chị với anh là xanh nhét hả? Ăn cơm không được anh này. Mà nó muốn ăn không. Nhưng mà ra ngoài là ngủ được à? Ra ngoài ngủ được. Nhưng mà vào trong này là bị ma theo. Ma theo. Là theo như thế nào chị kể nghe được không? Là anh chết rồi cái hộp tuổi á, anh theo ngoài luôn. Chở em đi tới Mỹ Tho, thành phố luôn. À, có nghĩa là dẫn chị đi lang thang hả? Không biết nhà luôn. Rồi anh ruột quấn luôn. Quấn chị hả? Quấn sao? Quấn lấy cái mía khúc mía quấn luôn. Quấn vào đâu? Ở mang giày á. Quấn chị hả? Rồi yếm ba mẹ con tôi luôn. Yếm ba mẹ con á? Yếm luôn. Ăn thứ sáu, ăn thứ bảy không có. Đi coi thầy. Ta nói bị trong nhà yếm. Anh ruột yếm luôn. Anh ruột yếm? Không gỡ kim không anh. Gỡ kim á hả? Kim ở đâu? Trong hột gà. Trong hột gà? Là chỗ nào? Ở tầm ơn dạy F2. Yếm sao mà trong toàn kim không? Bà bán, chị Tư bán giấy số. Là yếm ai gõ cho chị? Gõ chị Tư. Là yếm bé gái đây hả? Vì ba con rất mà không cho mà quýnh em luôn. Quýnh em mang luôn. Chứng kiến chỗ học ba dạ. Cái cầu luôn. Sát bên trường học luôn. Là theo vào trong nhà luôn. Ảnh giàu lắm. Không cho ruột mà quýnh em ruột mà luôn. Dạ tới không về. Mày về xin tiền cho bà chồng mẹ. Tôi chặt cái đầu mày luôn. Tôi bán vé số. Bán vé số ăn ngày 50-100 ngàn. Bữa nay là chị đi bán vé số hả? Nay nghỉ luôn. Còn anh làm gì? Mần gỗ đi mần cái gì? Dưa tới mùa dưa dắt dưa là em như thế nào chị nào kể em nghe nè. Nay mấy hôm rồi đứa em ruột luôn đi gỡ ông thầy tên Vĩnh Long đi có nghĩa là đi gõ bùa hả? Gõ bùa xong là gõ làm sao? Bụng bự chán luôn như có bầu á. Bụng chi á hả? Đứa con luôn, chanh lét luôn, gà lằn ngọc gà, cái đó, như tấp, tóc đen thui vậy. Đen thui luôn á. Thế có hột gà đen thui hả?
Là tối chị thấy cái hiện tượng gì? Là tối chị thấy cái hiện tượng nó như thế nào? Thấy ảnh tao bấm vô, đưa vô, anh đè luôn, đè không cho nói luôn. Đè chị á hả? Ừ, anh gột, anh chết thì anh theo hoài luôn. Chết rồi mà còn theo hả? Ừ. Anh vô chùa vậy anh phá, hồi đó ba lắc lắc cái hương á, điển xong. À. Lật cái hương, tôi về lục dĩa xong. Là nhà nhà chị quê gốc ở đâu? Phú Cường. Phú Cường hả? Ừ. Tình Ngọc Phú Cường á, tên mình dạy. À. Là chị lấy chồng lâu chưa? Nay 6-7 năm rồi. 6-7 năm rồi? Ừ. 6-7 năm mà ba đứa con, ừ. Mất một đứa. Một đứa. Rồi hàng ngày là chị đi bán vé số hả? Bán vé số đủ ăn rồi. Bị mất nghỉ hoài, Bị mất hả? Ừ. Sao mất? Người ta giật hả? Giật. Thấy hẹn quá người ta giật. Giật mình không biết luôn, bán đồng tà đe đem ra hết, giờ bán hết này. Mình đâu biết. Giật cả xá vô tà. Còn anh thì ở nhà làm gì? Ở nhà anh đi qua bán phụ quá, ba ăn tay biến á. Ba của anh á hả? Ừ. Là nhà gần đây, nhà chỗ ba cụ đấy hả? Ừ. Là nhưng mà tối chị không có ngủ trong nhà mà ra ngoài ra ngoài giờ đó ngủ là bị vong theo cho nên vong không dám vong theo là vong tối, tối vong nó làm gì thấy phá hoài không cho ngủ gì đó phá hoài không cho ngủ hả ừ, trong nhà luôn không vô ngủ ra ngoài đó ngủ được ra ngoài thì ngủ được mà ở trong nhà thì bị vong nó phá kỳ vậy đó là có đi thầy trị rồi hả thầy để người ta chạy hả ta chạy luôn thầy chạy luôn hả ừ người ta nói làm sao thôi tôi chết rồi có nghĩa là người ta nói là chịu vậy đến chết luôn hả ừ. Ở trong nhà hôm nay mình nấu cơm chưa cơ đúng rồi cho em vô thăm tí nữa xem nay ăn món gì được dạ được dạ được dạ được con này có điện không ta? Có. À, được rồi, không cần quạt đâu. Là hai vợ chồng là tối ngủ đâu? À, cha con nó ngủ đó, em ngủ ngoài đó. À, cha con thì ngủ ở trong giường, còn chị ra ngoài cái chỗ cái tấm lều đấy chị ở đúng không? Này nấu món gì cơ? Kho sả lươn. Giờ đi đến á. Lươn kho sả hả? Cái này là anh đi bắt hay là chị đi bắt đây? Anh đậu dớn á. Hai cái ngục á anh ơi. Dạ. Yeah. Đây. Chăn mền quần áo đâu nhiều chứ trời. Này muối anh ơi. Là chăn mền đây nhà mình nằm đấy hả? Nhà mình tắm giặt ở đây hả? Ở ngoài này là cái gì đấy? Nấu cơm ngoài đây hả? Ừ. Nhà mình có ruộng vườn gì không chị? Dạ. Nhà mình ruộng vườn có không? Không. Không có ruộng hả? Ừ. Ta đi vô đi chị. Dạ. Đi vô nhà. Ừ. Trong nhà có mà không ở đi ra ngoài đấy ở là nằm đây tối ngủ ở ngoài đây kỳ vậy? Là mưa gió thì sao
mưa tắm kế lên nữa. Là mưa sao? Là mưa mưa là che thêm lên hả? Ừ. Là cũng không, mưa cũng không được vào nhà. Sao kỳ vậy? Là tối đấy nếu gì vào nhà thì nó bị làm sao? Giò lạnh ngắt cũng được. Giò lạnh ngắt hả? Như nước đá vậy. Lạnh như nước đá luôn hả? Ở đây người ta sợ thấy ma là tao sợ. Gào vậy nữa. Nó bay ra cái dèo luôn á. Rào là sao? Gào 40 á. Nhưng mà bay cái gì? Nó bay. Cái nó gì bay? Nó bay á. Ma nó bay. Do em bay, ừ, ma nó bay. Có nghĩa là nhập vào chị xong là xong là chị bay qua luôn. Ừ. Xô anh chồng luôn, anh chị chồng luôn. À. Xô ra luôn. Ok mà mình thú. Có nghĩa là lúc mà ma nó nhập vô á là không biết luôn. Là chị không biết gì hết là chị bay qua hai thằng rào luôn. Ừ. Bay ra thằng rào cái dèo luôn. Rồi không ai cản được hả? Xong rồi bao lâu thì nó mất? Người ta thấy vậy người ta sợ luôn. Nhưng mà bao lâu thì nó mất? Nay ngày nào cũng bị luôn hả? Hôm nay không có nữa. Nhưng mà ngày nào chị cũng bị nhập luôn hả? Ừ. Anh chưa có vợ, anh chết xong rồi ba bằng thờ anh dục mà ổng dục chứ xong luôn. À. Rồi anh khóa luôn. À, có nghĩa là khi mà mất xong đó là dục bàn thờ xong xong bắt đầu là mới bị vậy đúng không? Ừ. Nhưng mà là xong bắt đầu nó đi theo chị. Đi theo em. Theo chị được bao nhiêu năm rồi? Nay mấy năm. Mấy mấy năm rồi hả? Ừ. 14 tuổi nay 41 tuổi. Ở bên chồng đây người ta sợ, nhưng cái cháu nó sợ. Sao luôn? Nhà ma tôi không dám vô. Nhà ma hả? Ta sợ luôn. Là cứ là bao lâu thì chị bị nhập một lần? À, có thì 3-4 tháng. 3-4 tháng bị nhập một lần. Ừ. Còn là đi. Tối mà nếu mà ngủ trong nhà là ngày nào cũng bị. Ừ. Dẫn đi. Dẫn má đi. Bà chồng đi kiếm. Bà khóc luôn. Bà sợ. Bà cu đâu ta? Hỏi thăm bà tí xem có đúng không? Cái dèo nó càng nấu canh. Đấy, hỏi thăm mẹ của chị. Mẹ đây, bà cu nãy là mẹ chồng hả? À, bà chồng. À. Hỏi anh cô à. Đi qua liền lẹ lẹ nha. Đi tắt nè canh đi rồi quăng. Hai vợ chồng với hai đứa con ở đây. Nhưng mà có nhà lại không ở mà lại đi ra ngoài đây để ở mới lạ chứ. Là tối không dám ngủ trong nhà các bạn. Là ngủ ở ngoài đây này. Làm lều. Anh cho em hỏi là tối là vợ chị, vợ anh là ngủ ở bên ngoài hả? Sao kỳ vậy? Sao không ngủ trong nhà? Là lý do sao chị không ngủ trong nhà mà lại ngủ ở ngoài hông nhà đó? Không biết. Hả? Không rành á hả? Sao vợ anh mà anh không biết? Là bị cái gì? Bị gì có ai nhặt không mà ngủ ngoài? Sao kể nghe bị gì vậy? Nhặt có nhà không ngủ, không ngủ cùng với chồng con mà đi ra ngoài để ngủ ở ngoài cái lều ở bên hông nhà. Là bị cái gì anh biết không? Nặng. Nặng á hả? Nặng là cái gì cơ? Bị ma nhập á hả? Ừ, ma nhập ở không được. Sao mà anh biết là bị ma nhập? Hả? Sao anh biết mà vợ anh bị ma nhập? Lên muốn mà em gì. Lúc mà chị nhập thì nó biểu hiện nó như nào anh biết không? Không. Nghe nói là chị bay qua hàng rào luôn mà. Có. Có luôn hả? Là bay qua hàng rào luôn. Có. Lâu chưa cơ? Lâu rồi. Là đang ngủ là chị bay qua hàng rào. Vậy để bay luôn chứ. Để đây và bay luôn. Đây hai vợ chồng của anh ấy nó kiểu nó không được bình thường đấy các bạn. Vợ cũng không bình thường mà chồng cũng không bình thường. Trong khi đó thì sinh ra mấy đứa con thì ba đứa con đấy cũng không biết lối mà chăm sóc nó kia. Xong bắt đầu là khi đứa con nó mới bị té đìa té sông đấy các bạn. Rồi chị nói là chị bị ma nhập máu biết có phải không? Để mình hỏi mẹ chồng của chị á. Là bà cũ mẹ chồng của chị để xem là tình hình như thế nào. Tại mình thấy chị nói mình mơ hồ các bạn. Mình không hiểu luôn.
Nhưng mà có một điều lạ là hai vợ chồng là không ngủ cùng, mà vợ thì ra ngoài đây ngủ, chồng thì ngủ trong nhà với con. Còn nếu mà ngủ trong nhà thì là nghe đâu là bị người ta hành. Không thấy rồi. Thôi được rồi chị ơi. Nghe nói kêu qua hỏi là, nữa mới nói nghe. Là bà là mẹ của anh này hả? Mẹ ruột luôn à bà? Mẹ ruột chết hết trơn rồi. Còn bà là gì? Bà vợ chồng. Bà vợ chồng. Ủa sao kỳ vậy? Mẹ là bà là chồng là mẹ của anh này chứ gì nữa? Hả? Thằng cu này bị sao vậy? Nó đi không được. Đi không được hả? Nay nó đi được vậy là quý rồi. À. Đi lại đây chỉ. Đi lại nội. Là cu này nó bị từ nhỏ luôn à bà? Từ nhỏ vậy. Là tối là anh này là con thứ mấy của ba bà? Thứ 9 luôn à? Dạ. Bà đẻ nhiều dữ vậy à? Đông. Ngồi bên đây này bà. Bà qua bên đây ngồi đi. Đi đây nè. Rồi con thấy là chị ấy là tối là ngủ ở bên ngoài là lý do làm sao ấy bà? Không biết nữa. Nó ngủ bên ngoài nhiều hơn trong nhà. Ngủ bên ngoài nhiều hơn trong nhà hả? Con nghe nói là bảo chị bị ma ám là có đúng không chị? Chắc vậy rồi. Chứ nó được ở ngoài, ngủ ngoài nhiều hơn trong nhà. Ngủ ngoài nhiều hơn trong nhà. Là bị làm sao bà? Không biết luôn. Ngồi xuống nội. Chúng là không ai biết gì hết hả? Không ai biết. Thấy hơi nhức đầu đấy nhá. Cực kỳ là nhức đầu luôn đó. Là mỗi lần chị biểu hiện là bị sao bà? Chị ngồi đây này chị, ngồi kế bên bà này. Ngồi kế bên bà này. Là con nghe nói là bảo chị bị người ta yểm bùa hay là cái gì là sao bà? Không có biết nó bệnh cái gì mà nó ngủ ở ngoài nhiều hơn. Đi vô bác sĩ nói không biết nó bệnh cái gì hết. Không biết bị bệnh gì. Gì? Con nghe nói là chị mới có mấy lần bị người ta dắt đi là sao bà? Có. Chị ơi mới 9 giờ là đi tới sáng. Đi đây xuống tới bệnh viện tâm thần với. Rồi bắt đầu bao con bữa đi ra tới bà Tồn. Chợ mới rồi đi ra cả bè. Là đi đâu bà? Đi vậy đó. Đi kiếm muốn gần chết luôn. Cứ đi lang thang vậy hả? Đi lang thang vậy đó. Đi tới bệnh viện tâm thần dưới luôn. Dạ. Đi rồi lát chừng một giờ này nè, hãy giờ sức về chị ơi. Sức biết đường về. Sức ra biết đường về. Là có đi lang thang vậy thôi. Lang thang. Rồi đi á, lên xe người ta không có lấy tiền nữa. Đi không tới bệnh viện luôn. Người ta cho tiền mà nó biết. Mẹ đâu? Mẹ đây nè. Cô này không nhìn thấy đường à cơ? Dạ. Cô này nó nhìn thấy không? Không, không thấy. Không thấy đường hả? Sao hôm nay thấy đi được? Kiểu đi theo cái ống chừng chừng kia nó đó, tường ấy đúng không? Đi là nắm tay dẫn chị ơi. Chứ không có đi được. Đi sợ xe nó mang thằng này đi. Còn nó dòm cái gì dữ ạ? Có thấy chú không? Thấy không con? Không thấy mà sao ròm? Thấy không? Nó thấy con. Có thấy chú không? Thấy không con? Mới 1 tháng là nó sốt không biết nó đi không được luôn, tới nay đi được. Bây giờ cái gì à? Nội trôi đúng ở gần á. Dạ. Đi được. Tay con. Bà năm nay nhiêu tuổi hả bà? 71. 71 tuổi. Bà là mẹ chồng của chị này. Còn kia là con của bà. Người ta hết chín rồi. Hết chín cũng. Bà ở cùng mà bà không biết chị bị cái gì luôn à bà? Không biết bệnh cái gì hết.
Con nghe chị nói bảo là có ai nhập ai cái gì mà. Nhập. Có biết đâu. Anh ngắt à. Nhập là sao, kể em nghe coi. Vô cái giò là ngắt là như đá nè. Ngủ không được gì đâu. Dân mới đang tắp liều rồi đó, ngủ rồi. Ngủ được bạn đấy. Chị đang ở đây thì chị ngủ được. À, ngủ tới sáng rồi. Tới sáng 3 giờ tới chị nấu cơm. 3 giờ nấu cơm rồi. Ừ. Nấu cơm nhỏ ăn để nó uống. Ừ. 3 giờ sáng rồi lại nấu cơm. Chán tương nó ăn, nhiều khi không có đồ ăn mua chán tương nó. Có thường xuyên không có đồ ăn không? À, đi qua nội bắt cá, cua nội ăn nuôi đó. Dạ nội. Nấu canh kho nó. Giỏi. Kho ăn được. Nó ăn đựng chén. Dạ nội ra đi. Dạ cái nước ơi. Dạ coi. Đứng đầu. Em mời em vô nói nhỏ này nay. Quán lần thấy đường đi kinh kiếm đi một hơi về tảng không đi coi 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 luôn hỏi đi đâu. Không có trả lời đi đâu hết á, về tảng thôi quậy tảng. Đi dữ lắm, đi lẻ. Trời ơi, đi bãi bãi luôn. Là chi này á hả? Tới chừng 1 giờ đêm hen. Hứa chắc chị đây mà dám đi tới chợ. Có lại quá. Còn đi xuống tuốt ra. Là chị đi mà chị có biết chị đi không? Không biết luôn. Không biết sao đi hả? Đấy, lúc tỉnh lại mấy giờ, lúc là tỉnh lại mới biết là. À, có nghĩa là không biết là lý do vì sao mà mình đi. Đi hơi chắc vậy. Lúc chị đi có ai dẫn chị đi không? Dẫn có đi mình à. Đi có mình nhưng mà ý là chị có biết. Chị có biết cái gì là có ai dẫn đi không? Đi như là bóng đen vậy. Có một cái bóng đen dẫn chị đi. Có bóng đen đi trước chị đi sau hả? Một con gầu đó có thuốc gì đó. Bay đi dèo luôn. Bay vèo qua luôn. Xui chị chồng với anh rể ra luôn. À. Rồi ông mình xuống coi luôn. À. Dòm thì sợ luôn, thấy à. Không dám dòm. Đi vừa để đủ. Bây giờ còn bay được không? Bây giờ còn bay được không? Không, nó không có giờ, không bao giờ nữa. Có nghĩa là lúc nào ma nó nhập thì mới bay được đúng không? Ừ. Ê, không lấy ghế rồi. Lúc này bán đắt không? Mà hai bữa gài rồi đi bán thôi không cho à. Sao vậy bà? Đi xỉu hoài luôn. Xỉu rồi mất công rồi, không ai mà ấy. Chỉ nhà con lần hết đâu có ai đâu chở. Có nghĩa là chị đi bán vé số là chị bị xỉu quá rồi. Xỉu qua cái lại anh ơi, không. Xỉu không? Không có ấy. Có lần xỉu gặp xỉu con trẫm á, cái nghe người ta nói cái điện lên đập phải, Hải kêu điện đây giùm cái phải nó bị xỉu hoài luôn. Nó xỉu giờ hoài vậy đó. Ừ, thôi giờ không có đi bán, nghỉ đi. Bán này lấy gì ăn? Bây giờ không có gì, kho bóng, kho quẹt, nhớ ăn. Còn ấm ngoài kia mới cho, cũng cho nước tương. Cũng ấm là kho vậy á, ăn. Chạy đó, chạy té. Là chị ra ngoài đây chị ngủ lâu chưa bà? Cũng lâu rồi. Bao lâu rồi? Là cũng 2 năm rồi đó. 2 năm rồi hả? Ừ. Là 2 năm là ra ngoài để ngủ. Không có ngủ trong nhà. Còn nếu ngủ trong nhà là có ma nhập. Ngủ không được thôi. Làm như mắt nó nặng vậy, ngủ không được. À. Nó kỳ cục ở nhà. Hay là ở trong nhà chồng khều chứ mà không ngủ được. Hả? Ừ, phải không? Phải không ấy. Ngủ đó thấy rồi, không có ăn gà. Ngủ anh gác cho nó ngon ơi, hôm gần nhà đây ngủ luôn không có. À, vậy là do chồng gác cho nên là ngủ không được. Con ngủ gác luôn, bây giờ đó ngủ. Này bị hài não quá rồi. Chạy, chạy vô rồi, đi đó. Rồi không đi làm này, hai vợ chồng lấy gì để ăn? Để làm ngày nào, hai ngày nấy đi. Có gì ăn mấy. Có cơm rồi, có cơm rồi. Có cơm ăn là được hả? Đó đó, bị đó. Nó mất quà nơi, người ta tham á nơi. Cái người tham mà mình đâu biết đâu. À, có nghĩa thì bán vé số bị người ta lấy quà. Vậy giật như chị. Giật, chạy luôn. Giật chạy. Chạy xe luôn. Nó kêu luôn. Nói bà ơi bà bị kiểm tôi gây mất hết tấm rồi. Bà kêu bà đi giật hai vợ chồng đi. Chết rồi. Ai cái này. Là đi bán vé số bị người ta giật. Rồi lăn cái không vậy hả? Một tấm ngàn á, hay
mất 200 tiền vốn của ta luôn, vốn lại luôn. Mệt nha. Nghỉ luôn. Trời ơi té. Này bán được nhiều chị? Lưỡi ra luôn. Là sao không? Sao? Tao vô mấy người đó muốn lẻ đó, tao vô người đó, tao đuổi mình đi luôn. Là sao người ta đuổi? Không cho bán. Là người ta nói sao? Không cho mời. Người ta nói sao? Bị có người theo rồi vậy. Chỉ là người ta nói là bảo chị có ma theo sao mà người ta không chịu mua? Có ma theo chị đi chỗ khác đi. Dạ. Chị thông cảm đi, chị đứng ngồi gần em. Nãy giờ nhưng rộng chết luôn. Cái em nói có, cái em đi luôn. Chị nói là có người dựa, xong rồi chị đi luôn. Đi luôn. Có nghĩa là giống cái làng này ai cũng biết là chị bị ma dựa đúng không? Đúng bà. Là người ta nói sao bà? Ta nói theo mày chắc ma dựa hay gì mà rồi đi hoài vậy? Chị biết đây nó lên lút ở nhà ta. Nhưng mà là cái làng mình đang ở đây này là người ta có biết là chị bị ma dựa ma theo không? Là đi lên cái ông xã lầu đó. Ôi ô kiếm muốn chết luôn chứ. Vậy là cứ bị dắt lang thang đi suốt ngày vậy? Lang thang đi. Đi đặng như là. Là ngày nào cũng đi hay sao bà? Bay luôn. Là đi bay luôn hả? Đi chính rồi chứ chưa biết luôn. Bây giờ mình không kiếm thay về mình chứa. Kiếm ông thầy mà không có không thấy. Không chứa được hả? Kiếm thầy nào hay. Ôi ơi vô cái đào vô cái vừa giờ. Mình cũng mừng. Rồi là lúc mà bị nhập là đi ghê lắm. Đi dữ lắm. Kịp đó. Bà đi theo không kịp luôn à? Không, bỏ luôn tiêu. Nha kịp. Hôm đi ra ngoài này rồi hen. Mới sáng mà chừng 6 giờ mà nó đi, tôi đi theo không kịp đó. Chỉ biết vô gúp vô cái đám lùm đó mà tôi ẩm thằng này lại là kiếm nó không được. Lát rồi tôi ở bằng này về nhà rồi lát nó lội về. Đứng dậy đi lần này. Có nghĩa là người ta giấu chị là không cho người ta cho mẹ thấy chị luôn. Người ta giấu chị vào bụi luôn hả? Rồi bà đi trước mặt bà không thấy luôn. À đi trước mặt bà không thấy luôn hả? Giống kiểu nó có bịt mắt bà lại đúng không? Sợ luôn. Ngã đó trời. Chờ cái gì à? Bà gung thiệt mà kiếm không được, bà gung thiệt đó. Kiếm không được là run luôn à? Ngã cái bàn đó giờ. Vậy là nếu mà chị đi á là bà có đi theo bà có tìm không thấy? Tìm không thấy bà nói ngày sau con sẽ lấy con dâu tôi đi tôi lo quá. Đây nè, đâu vậy? Giá vậy bà không thấy. Đệ tư. Thôi nói chung là em nói chuyện với chị giờ nãy giờ em cũng bị loạn não luôn, em chả biết cái gì luôn. Giờ em bị nhức đầu lắm rồi này. Không biết có phải bị ma nhập không? Thôi bây giờ em thay mặt đi rồi nó mang đó. Mà đi bến hồi nào bờ vừa rồi. Thế bây giờ em tới thăm gia đình. Thì bây giờ em gọi là có tí quà biếu cho gia đình nha. Em thay mặt chị Dương Thị Kim. Thị Kim Dương á, biếu cho gia đình 1 triệu ha, mua đồ ăn ha. Cảm ơn anh. Chị có biết tiền không? Đưa quá, món mua đồ ăn chứ nhiều đó là quý rồi. Đưa cho má mua đồ ăn hả? Cũng... Đây là ba cầm dùm hả? Dạ. Đây con biếu chị Dương Thị Kim biếu 1 triệu ha. Dạ. Rồi mua đồ ăn ha. Cảm ơn anh ơi. Nói chuyện từ nãy giờ còn loạn não luôn này. Và mấy chị gửi lời cảm ơn đến người cho tiền đi. Dạ, cảm ơn chú nhé. Cho tiền. Dạ. Thôi các bạn ơi, từ nãy giờ mình nói chuyện thì mình thực sự là mình cũng nhức đầu. Thực sự là nhức đầu loạn não luôn các bạn.
Bởi vì mình nói đằng Tây thì gia đình nói đằng A, rồi bắt đầu là nói chung là nó cứ cái chuyện nó cứ rối rối làm sao ấy, mình không có hiểu không 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 có nói chuyện được các bạn. Cho nên là thôi bây giờ lỡ ghé rồi ghé thăm gia đình rồi ấy, thì cũng thay mặt chị Dương Thị Kim gửi cho gia đình chút tiền gọi là mua đồ ăn thức uống đó bạn, bởi vì chồng khờ này, rồi nhiều khi vợ khờ này, rồi bắt đầu thấy con cái thì nó cũng bị ốm đau bệnh tật đó các bạn. Cho nên là nhà cửa thì dột nát, vợ thì ngủ nơi, chồng ngủ nơi, nói chung là gia đình nó không bình thường đấy các bạn. Thì cũng quấy trong nhiều, mình cũng thay mặt này chị Dương Thị Kim gửi tới cho gia đình chút tiền mua đồ ăn. Còn bây giờ mình xin dừng và kết thúc video đây nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong cái clip sau của mình. Thực sự là chưa có câu chuyện nào hoặc là mình nói chuyện với một người nào đó mình cảm thấy nó nhức đầu rồi mà nó loạn hết cả não rồi các bạn, mình không hiểu cái vấn đề luôn. Rồi nói hồi mình không biết mình hỏi cái gì luôn các bạn. Mong các bạn thông cảm nha. Thôi bây giờ mình cũng xin chào và hẹn gặp lại.